Hello hello, là một em bé xinh tôi vừa order về. Mình rất là mê mấy mẫu váy có họa tiết hoa xinh xinh như thế này. Khi order về này thì tôi còn được tặng kèm thêm một chiếc dây quấn tóc nữa nè. Trời ơi, mình thấy màu váy rất là xinh luôn ấy. Màu váy này thì không kén da mà rất là tôn da nha. Chiếc váy bằng vân mềm có hai lớp, mình thấy lớp lót bên trong rất là dày và mịn như thế này. Đối với những chiếc váy được bao trùm như thế này thì mình thấy rất là tiện luôn ấy. Mình thấy đa số váy hai dây thì đều có đệm ngực ở bên trên. Đây cũng là một ưu điểm của váy mà mình rất là thích. Khi quay gần như thế này thì mọi người có thể nhìn rõ màu sắc thật của em nó nha. So với ảnh mẫu mặc thì mình thấy phong dáng bên ngoài rộng hơn một chút, nhưng mà không đáng kể đâu mọi người ơi. Mặc váy này mà làm bộ ảnh thơ thì xinh hết nấc. Trừ điểm hơi rộng ra thì mình chấm cho em nó 9/10 nha. Ấn follow mình để theo dõi nhiều clip hay hơn nhé. Không biết có bạn nào nhận ra chiếc váy này không nhở? Đây là một chiếc váy cực kỳ hot trên mạng xã hội Douyin. Form váy body ôm dáng cùng với chất liệu len tăm dày dặn, chất vải khá là mềm chứ không bị dặm ngứa. Phía sau có vạt xẻt tà khiến chiếc váy trở lên vừa thanh lịch vừa sexy. Hình cao có 1m57 thôi nhưng mà mặc size S cũng rất là tôn chiều cao và tôn dáng. Mấy nàng mũm mĩ một chút thì vẫn có thể xịn em nó nha. Em như bông hoa mặt trời, có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác. Kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Nếu bạn nào đã theo dõi tôi lâu rồi thì chắc chắn sẽ biết tôi là một người siêu nghiện mặc yếm. Và nếu như bạn cũng giống tôi thì đây sẽ là một video dành cho bạn nhé. Set này tôi mua thì có đi kèm theo cả áo bên trong, chất áo kiểu dạng va lụa ấy nên sở thích cực kỳ, không bị nhăn luôn nha. Về phần yếm thì được may bằng vải KT của Hàn nên cực kỳ mềm mịn và thoáng mát. Vải này thì mình thấy hay được may làm đồ công sở hơn ấy, vì đặc điểm của em nó là ít nhăn. Ở hai bên sườn thì có thắt đai cho mọi người thoải mái điều chỉnh ấy. Em này mà lên dáng thì có phải gọi là siêu Hàn sẻng luôn nha. Chị ơi, mặc gì khi về nhà người yêu ạ? Thì chắc chắn là chị sẽ mặc như thế này rồi nhá. Chị mới mua được set này đi kèm hẳn 3 món luôn. Bên trong là một chiếc váy sơ mi sọc cực kỳ mềm mịn. Váy được may tay bồng và dáng xếp ly ít nên trông tổng thể vẫn rất là nhẹ nhàng. Đi kèm với nó là một chiếc áo len mặc bên ngoài. Nếu mà đi chơi mặc như thế này là mình đã thấy xinh lắm rồi. Nhưng về nhà người yêu chơi thì cứ thắt đai vào cho nó gọn gàng mà lịch sự nhá. Mặc như thế này thì đảm bảo là được lòng phụ huynh lắm luôn đấy nhá. Hôm trước lên clip này thì mọi người hỏi mình về set đồ này nhiều lắm luôn. Trong set này thì sẽ gồm có một chiếc áo crop top và một chiếc váy dáng xòe chứ không phải là váy liền đâu nha mọi người. Điểm cộng cực kỳ lớn của set đồ này thì phải kể đến là các chi tiết đều được may nổi nhìn rất là xịn sò. Chân váy thì được thiết kế kiểu hai tầng nên là khi mặc lên nhìn kiểu bồng bềnh trông rất là yêu luôn. Điểm nhấn thì là ở phần cổ áo được thiết kế kiểu bàn to nhìn khá là hay. Với cả bạn nào có vòng một khiêm tốn thì vẫn mặc được luôn nè. Mặc bộ này lên nhìn kiểu vừa nữ tính nhẹ nhàng mà trông vẫn rất là tiểu thư luôn ý. Vì set này là hàng thiết kế nên có thể là sẽ hơi mắc một xíu. Tuy nhiên về chất lượng này thì mình thấy là cực kỳ xứng đáng luôn. Luôn nha. Hỏng cái set bên này đúng không? Set này mặc đi chơi Tết thì bao đẹp luôn. Còn chưa ai review nữa. Thử nhá. Một set thì sẽ có 3 món như này nè. Ở trong thì là áo sơ mi basic dáng tay bồng. Chất vải thì nếu mặc vào mùa hè thì sẽ nóng nha. Mặc ngoài sơ mi thì là áo gilet có những đường tua rua. Và cả một chiếc chân váy xếp ly dạng chun nữa. Vải kaki của áo và váy thì đều tương đối dày dặn, đều có lớp lót ở bên trong nha. Mình 1m63 51 cân thì mặc sẽ như hình nè. Bạn chân váy tennis này gần đây được xuất hiện trong các clip của mình rất là nhiều. Tất nhiên là nó cũng được các bạn hỏi cực kỳ nhiều luôn rồi. Dạng váy như này rất là dễ tìm rồi, nhưng mà không phải chỗ nào form cũng đẹp đâu nhá. Từ cạp rồi đến form váy mình thấy rất là ok luôn. Em này khoảng 100 cành mà nó có 2 lớp nhá. Có quần bên trong cho mình luôn này. Tiện tới móc thêm cả em len cổ lọ này nữa. Em này màu đông thì mặc siêu ấm luôn nhá. Có 70 thôi mà chất rất là ok luôn. Chất len mềm và co giãn rất là tốt này. Chân váy mặc lên chuẩn form luôn nha. Thử phối cùng cả em áo khoác dạ mua cùng chỗ này xem sao. Mặc vào trong nó khác bọt hẳn nhờ. Chất dạ của nó cũng siêu dày dặn ý. Mình có thể mặc được 2 kiểu nhá. Chốt lại là cả 3 món này tôi đều ưng. Thế bà cứ bảo tôi unbox đồ sexy quyến rũ chút đi. Thì hôm nay tôi có hẳn 3 em luôn nhá. Đầu tiên cũng là cái mà tôi mong chờ nhất. Một em váy dạng yếm cực kỳ tốn trai luôn nhá. Chất vải của em này thì khá là dày dặn, thiết kế đơn giản và có phần chiết eo. Vì phần lưng của em nó hở nên những bác nào mà không thích hở lưng như tôi thì có thể mặc thêm áo khoác bên ngoài. Mà màu xanh rêu năm nay hot trend đấy mọi người ạ. Cái thứ hai là phiên bản màu đen của em vừa nãy, nhưng thật sự là chất vải của em này mỏng hơn mọi người ạ. Tôi cực kỳ thích cái phần chiết eo của hai em váy này, tôn dáng cực kỳ đỉnh luôn ấy. Vẫn là phong cách thích sexy nhưng mà mẹ không cho, khoác thêm cái áo lông ngoài là bao sang chảnh luôn ấy. Cuối cùng chính là một siêu phẩm màu đỏ mọi người ạ. Phần nhún dày dặn, dây kéo ở hai bên thì có thể điều chỉnh được. Em này mà mang đi 3 đi 4 thì thôi rồi đấy, phải gọi là nổi nhất hội mọi người ạ. Mà màu đỏ cũng cực kỳ hợp Noel luôn đấy. Lạnh quá thì chỉ cần khoác thêm một em áo khoác bên ngoài, trông vừa kín đáo mà cứ cuốn cuốn thế nào ấy nhở. Mấy bà nào thích sexy thì không được bỏ qua ba em này nhá. Chị em nào đang cần tìm chân váy xếp ly dáng dài thì đừng bỏ qua video này nha. Em này tôi múc 2 màu liền cho các bác coi cùng luôn. Cái em này thì nó cũng không phải màu be đâu mà như kiểu màu đồng tôm ấy các bác. Em chân váy xếp ly này có khóa kéo ở phía sau và nó chỉ có một lớp thôi nên là mặc 4 mùa đều được luôn. Tôi thích nhất ở em váy này là có con đĩa để có thể thắt đai được. Em nó cũng chỉ xếp ly nhưng mà trước thôi nên nhìn tôn dáng nhở. Đến khi tôi tìm được mấy em xếp ly mà kéo khóa không phải cặp chun như thế này. Hai cái màu này màu nào cũng xinh nhở các bác nhở. Em nó đang sale có hơn 1 lít thôi, các bác phải vào múc nhanh nha. Không lúc hết hàng là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tôi muốn làm cái video nhờ outfit cho ngày Giáng sinh với cả ngày đi làm mùa đông quá. Mà sắp đến cuối kỳ rồi nên là bận quá rồi các bác ạ.
Có ai đang tìm váy để mặc đi sinh nhật hay đi tiệc không nhỉ? Thử ngay em này đi. Em này thì quá là hot hit với hơn 1.000 lượt bán. Chất gấm in nổi này mặc lên không hề bị ngứa. Váy còn có sẵn phần lót ở bên trong nên mặc sẽ không bị lộ. Phần ngực được may khá cẩn thận nên bạn nào có vòng một hơi khiêm tốn một chút mà cũng không lo bị tụt đâu. Váy này mà để mặc đi chụp một bộ ảnh sinh nhật hay chụp thị yếu thì quá là hợp luôn. Khoác thêm blazer đen ở ngoài cho kín đáo. Mình sẽ không nói cho mọi người biết cái váy này chưa đến 3 lít đâu. Hôm nay mình có một đơn hàng vô cùng xinh đẹp. Phải công nhận là cách gói hàng của brand này khá là đẹp, khiến cho mình có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy. Với chất liệu kaki hàn dày dặn, không bị nhăn. Trên phía cổ và tay áo thì còn có điểm nhấn bằng chất liệu thô. Đường kim mũi chỉ thì rất là chắc chắn và rõ nét. Mặc dù chất váy rất dày dặn nhưng bên trong vẫn có một lớp lót nha. 그렇게 떠난 널 보니 나도 떨리는데 그렇게 넌 이렇게 날 애타게 만들어 한 발 두 발 Mọi người thấy hôm nay mình có cái gì mới không? Mình vừa nhuộm tóc màu đen đấy mọi người ạ. Trông hiền thực sự ấy. Thế nên hôm nay mình sẽ unbox một set quần áo mà chỉ dành cho good girl thôi nhá. Set gồm một chân váy và một áo sơ mi. Bên trong váy thì có quần bảo hộ. Chất vải đũi của set này cực kỳ thích mọi người ạ. Phần cúc áo thì giả gỗ, trông cực kỳ vintage luôn. Nhìn vậy thôi chất vải dày dặn không lộ bên trong đâu mọi người nhá. Khoác thêm cái túi tốt như thế này thì đúng kiểu good girl luôn ấy. Vì chân váy khá là dài nên mình nghĩ những bạn nữ cao trên 1m7 cũng có thể mặc được luôn. Bây giờ mình sẽ thử mix với chiếc quần yêu thích của mình nhá. Cái áo này đúng là mix với đồ gì cũng được luôn ấy. Vạt áo phía sau sẽ kiểu đuôi tôm, trông xinh lắm luôn ấy. Ai mà đang muốn trở vờ làm good girl như mình ấy thì thử bộ này luôn nhá. Tình cờ thấy chiếc váy này khá là xinh mà lại đúng lúc đang cần một em váy thơ thơ để đi đám cưới con bạn thân nữa chứ. Trời ơi em nó đẹp dã man ấy. Mình cực kỳ là ấn tượng với họa tiết cực thêu trên váy, tuy đơn giản nhưng khiến chiếc váy thêm phần nổi bật hơn. Phần men dưới được may 3 lớp với 2 lớp voan và 1 lớp lót chống lộ. Trên phía tay thì được bo bồng và có chun co giãn có thể che được vai to bắp tay to nha. Cùng mình mặc thử xem thế nào nhá. Chiều này qua quán quen chẳng biết uống gì, mình nghĩ suy suy cà phê hay nước cam. Thật lòng thì mình cũng không muốn mọi người phải tốn tiền theo mình đâu. Nhưng mà dạo này thì mình toàn mua được đồ xinh thôi. Mình thì cực kỳ đam mê về mấy đồ có chất vẻ tuyết kiểu này. Vì ngoài ngày thường ra thì có thể mặc vào những dịp quan trọng như ngày lễ, ngày Tết. Và đặc biệt là lên dáng thì nhìn trông rất là sang. Chất vẻ này thì khá là dày dặn với cả được may 2 lớp nên là khi mặc lên sẽ không lo bị ngứa đâu nha. Toàn bộ cúc trên váy thì đều là cúc đồng trông rất là xịn xò luôn. Có một điểm trừ nhỏ thì là váy sẽ có hơi nhiều chỉ thừa. Phải mặc lên như này thì mình thấy là đáng đồng tiền mất gạo lắm luôn này. Vì kiểu dáng khá trẻ nên mình thấy váy này sẽ phù hợp với khá nhiều độ tuổi nha. Tết năm nay mình sẽ mặc set váy này đi chúc họ hàng, đảm bảo là cả họ khen xinh. Ngoài ra mình vẫn có thể mặc đi chơi đi làm bình thường. Set này bao gồm một chiếc áo len tăm tay dài. Độ co giãn của em này rất là tốt nên là mặc cực kỳ thoải mái nhá. Thiết kế phần cổ của em này giúp chúng ta có thể khoe xương quai xanh. Em váy này mới đây mình cũng đã review rồi nhưng là màu trắng bởi vì quá là xinh nên là mình đã phải đặt thêm. Mặc những cái chân váy dài như này thì các bạn sẽ không bị lộ các khuyết điểm ở chân và bụng. Ngoài ra thì cũng rất là dễ mix đồ nữa. Em này thì được làm bằng chất vải kaki nha. Mặc cái set này đi chơi Tết thì còn gì bằng nữa. Đây là ảnh set đầu chị mẫu mặc, còn đây là khi mình mặc lên người nhá. Mình thấy nó còn đẹp hơn trong hình ấy mọi người ạ. Đủ size từ size S đến size 2XL nên các bạn yên tâm nhá. Có bán riêng váy và áo nên mình có thể mua lẻ nhá. Nhưng mà mình thấy mua cả set chỉ bằng một cái áo thôi ý. Coi như là được tặng chân váy rồi nên tội gì mà không mua cả set đúng không? Chất áo len thì mọi người thấy dày dặn rồi nhá. Vì có size nên là mặc rất là thoải mái, chuẩn theo size của mình luôn. Chân váy từ cạp đến đường kim mũi chỉ này, đến chất vải và form cũng siêu dày dặn. Có quần bảo hộ bên trong cho mình luôn nhá. Mình nói thật là hàng xuất nước ngoài thì mua không có gì để chê rồi. Chịu khó đợi khoảng 1 tuần đến hơn 1 tuần là ok. Thật sự là set này đáng đồng tiền mất gạo cực kỳ luôn ấy. Áo mình mặc được hai kiểu, có thể trễ vai hoặc là mặc thường để ok nhá. Bye bye. Nhiều clip hay hơn nhé. Váy gen của mèo sao hỏa mặc đúng là xinh xuất sắc luôn ý. Thấy em này đang hot nên là tôi có lướt sàn S để tìm em nó. Sau này gói đồ cẩn thận nhở. Em này là chuẩn của nhà Hoài Nam Bing Bong luôn á. Mà mua trên sàn S vừa rẻ lại còn được free ship. Em tôi múc đây là size S, phần ngực thì có độ mút nha. Khác nào mà có ngực thì sẽ mặc đẹp hơn á. Tôi mặc thì hơi bị rộng một chút. Lên dáng em nó đúng đỉnh luôn ý. Em này mặc đi ăn cưới thì xinh hơn cả cô dâu mất. Em này có tạo điểm nhấn ở eo, xếp ly từ eo xuống tạo cảm giác eo nhỏ và chân dài nhở các bác nhở. Em này chắc chỉ hợp với bác nào dưới 1m65 đổ xuống thôi, còn cao hơn sợ hơi ngắn đó. Vì em nó xinh quá nên tối qua tôi đã ra đường để quay cái chen quay sang trái rồi các bác ạ.
Em váy này xinh nhỏ, thấy mấy chị ở trường mặc váy hoa xinh quá, mà tính ra trong tủ đồ của tôi lại chưa có em váy hoa nào. Cùng tôi múc em này nha. Em này là hàng thiết kế, nhìn mẫu của nó đã thấy mê rồi các bác nhỏ. Em này kiểu chất tơ mềm óng ấy các bác, tôi cũng không biết tại sao. Nói chung là cầm trên tay đã thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi ý. Cái màu hồng nhìn nhẹ nhàng cưng xỉu nhỉ. Này thì được may hai lớp toàn bộ luôn. Em này có điểm nhấn ở eo tạo cho mình cảm giác eo nhỏ mà giấu bụng thì cứ tốt luôn ý. Chiều dài của váy là 1m2 nha. Em này thì có 3 size SML. Nhìn em nó xinh nhỏ, đã phải múc thêm mấy em váy hoa nữa thôi. Chị em nào giống tôi mà chưa có váy hoa ở trong tủ thì đúng là một thiếu sót. Như em này mặc đi làm cũng xinh, mà nếu mà đi tiệc thì mình làm thêm kiểu tóc nữa thì cũng hơi lực trắng luôn. Em này mà mặc đi dạo biển thì cũng được ý nhỏ. Thời tiết này buổi sáng xe lạnh thì có thể khoác thêm em blazer nữa. Bác nào cùng style giống tôi thì vào múc nhanh nha, vì em nó đang sale đấy. Mùa đông này mặc gì vừa ấm lại vừa sexy. Hôm trước có bạn bảo mình là review thêm váy len dài đi, vì mùa đông đang đến giữa mùa rồi, mà lạnh lạnh thì chẳng biết mặc váy gì. Vừa đúng hôm nay tìm được một chiếc váy đủ yếu tố các nàng cần. Em nói đây mọi người ơi, chiếc váy vừa xinh vừa ấm lại pha thêm chút sexy. Chất váy len tam dày dặn mềm mại, có độ co giãn, phần ngực có chi tiết cắt ao khá là nổi bật và độc đáo. Đây cũng là chi tiết mình thích nhất trong bộ váy luôn ấy. Form váy chữ A nên bạn nào mụn mỡ thì khỏi lo nhé. Ngoài màu xanh bơ thì màu nâu cũng khá là đẹp ý. Có thể khoác bên ngoài một chiếc blazer hoặc một chiếc áo măng tô cũng rất là phù hợp. Bữa tôi coi cái bạn Gia Bảo này review cái set này trong mê nhở. Tôi tìm được cái shop này, cả set áo với váy chỉ có 2x thôi các bạn, chỉ bằng một sản phẩm như giá ở bên ngõ nước quốc tế thôi. Các bác cùng xem chất với tôi nha. Em này chất khá là dày dặn và cầm nặng tay luôn ý. Tôi mê em này từ lâu rồi nhưng bây giờ mới tìm được một shop tá hời á. Áo kiểu tay cánh rơi và đằng sau là vạt đuôi tôm và có khóa. Ứng nhất thì vẫn phải kể đến cái em chân váy này, mặt trước thì xếp ly xong rồi lại còn có tà cách điệu. Này tôi thấy lên dáng vừa xinh vừa sang cơ. Bác nào mà đang cần tìm váy đi ăn cưới, múc em này thì chuẩn bài luôn rồi đấy. Mà em nó mặc đi làm hay là đi du lịch thì cũng hợp lý luôn cơ. Mặc em nó làm tôi lại tưởng tượng tôi đang đi dạo giữa phố cổ của Đà Nẵng. Ê thôi đã thấy mê rồi, nhưng mà không biết bao giờ mới hết dịch để được đi du lịch đây. Bác nào cũng mê em nó thì vào múc nhanh nha, không lúc hết là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Thay đổi một vài phụ kiện đi kèm thôi cũng làm cho outfit của mình trông lạ mắt hơn đấy nhở. Mặc em nó xinh quá nè, tôi cứ thích đứng ngắm trước gương suốt tôi ý. Không biết có bác nào xem đến cuối video không. Đây sẽ là một set đồ tiểu thư mà ai mê style bánh bèo như mình chắc chắn sẽ không thể bỏ qua đâu nha. Set váy thì sẽ được may hai lớp chất vải dày dặn và đặc biệt là cái vải này khá là mềm. Và phần cặp của váy ở đằng sau thì sẽ là cặp chun nên là khi mặc lên sẽ rất là thoải mái luôn. Mình đang mặc set S thì cảm thấy sẽ hơi bị rộng một xíu nhưng mà nhìn tổng thể thì lên form vẫn rất là xinh. Với những ai hay lười phối đồ hay là vào những ngày không biết mặc gì, hay là những bạn hay thích mặc đồ theo set như mình thì mình thấy đây là một set đồ rất là đáng mua nha. Áp vào môi trường sư phạm là phải ăn mặc sao cho học sinh nó nể. Vì thế quyết định múc hai em chân váy này để biến style chầu tre thành một người giáo viên mẫu mực. Chả biết đây là màu nâu hay màu cam, thôi thì cứ gọi là cam nâu. Thiết kế quần giả váy có đính ba cúc giả ở trên, chất vải dày dặn không sợ bị lộ. Sơ mi trắng đóng thùng thì cứ phải gọi là nhức cái nát. Một mẹo nữa cho các bác khi chọn chân váy là bắt buộc phải có quần ở trong, chứ không là chết đòn được cái lũ học sinh. Mặc gì thì mặc nhưng vẫn phải giữ phong thái dịu dàng, biết yêu trẻ con, đặc biệt là con chó trong nhà. Bác nào đang cần tìm váy đi ăn cưới, váy đi tiệc cuối năm thì tham khảo video này nha. Cuối năm mọi người cưới nhiều nhở, tôi thấy mấy bác nhiều tôi tư vấn đồ để mặc đi ăn cưới rồi. Mọi lần review về váy dài thì các bác lại bảo tôi review váy ngắn đi, review váy ngắn thì bảo review váy dài, nên là tôi múc luôn cả hai dáng đây. Đầu tiên là em dáng dài qua gối chất uni dày dặn, em này có cả độn mút ở phía trước, đằng sau thì có chun và khóa kẹp. Các cô dâu múc mấy em váy này để mặc lúc tiếp nước cũng xinh nhất. Tiếp sang em dáng ngắn nha, dáng ngắn này thì hai lớp, bên ngoài là lớp voan còn bên trong thì có lớp lót, nên là các bác cũng không lo bị ngứa gì đâu. Nếu mà có em nào mặc ngứa thì tôi sẽ bảo nha. À, hai em này xinh nhỏ mà giá thì còn hạt rẻ nữa chứ. Cùng tôi lên dáng hai em nó này. Mặc em nó đi ăn cưới thì có sợ xinh hơn cô dâu không? Bác nào không muốn mặc che vai thì có thể kéo lên như thế này trông vẫn điệu này. Ôi nhìn em nó cưng quá, tôi về mặc em nó đi chụp ảnh lau luôn đây. Sang em dáng dài nha, em này tôi cao 1m6 thì mặc dài qua gối. Em này là tôi múc để tặng cho bà chị đi chụp ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nhưng mà tôi có mượn để mặc review cho các bác trước. Đây là ảnh chị mẫu mặc và đây là khi tôi mặc nhá. Tôi không nghĩ là set đồ này bên ngoài nhìn nào đẹp hơn trong hình luôn ý. Mà đặc biệt là tôi tìm ở chỗ này bán cực kỳ hạt rẻ. Mặc lên y hình luôn mọi người ạ. Đây là chất dạ mỏng nhá. Xung quanh viền áo được co giãn mặc rất là thoải mái. Cặp cũng là cặp chun cho mình luôn. Chất này không quá dày cũng không quá mỏng đâu. Mình có thể mặc mùa thu đông đều được nhá. Em trên váy chữ A này có cả quần bảo hộ bên trong cho mình này. Đằng sau của váy có khóa nên rất là dễ mặc. Set này thì siêu hot luôn rồi. Mình đăng video nhảy mà các bạn hỏi siêu nhiều luôn ý. Không phải chỗ nào cũng rẻ mà lên form chuẩn như này đâu nhá. Mix đồ thì cực kỳ dễ luôn mọi người ạ. Set này thì mình có thể mặc đi chơi này, đi ăn cưới, đi cà phê với bạn bè, hoặc là mặc Tết cũng rất là ok nhá. Kiểu này rất là dễ mặc luôn. Hôm nào trời lạnh phối thêm áo len bên trong nữa vào là cực kỳ xinh. Chốt lại là mình chấm cho set đồ này 10 điểm nha.
Tôi mới kiếm được hai bạn váy này xinh xuất sắc luôn. Lục tìm mãi trên Shopee mới có một shop này bán này. Mẫu này mới ra nên tôi múc luôn để đỡ đụng hàng với ai. Em này là chất nhung, mặc lên nhìn rất là sang luôn. Chất nhung của em này dày dặn vừa phải, dáng kiểu váy xòe bồng ấy mọi người. Phần vai có bo chun để tạo độ bồng cho tay áo ấy, che huyết điểm vai to cực kỳ tốt luôn. Điểm nhấn của bạn váy này là hình trái tim thêu đá nhé. Phần vân mãi không biết chọn bầu nào cả nên múc luôn cả hai ấy. Vì mình đang bầu nên mặc bạn này cực kỳ hợp luôn. Nàng nào bụng có hơi to một chút cũng không lo nhá. Bạn này che khuyết điểm bụng cực kỳ tốt luôn ấy. Mình bầu gần 4 tháng rồi mặc vào vẫn xinh. Tranh thủ em nó vừa mới ra mọi người quất nhanh còn kịp nhá. Đặc biệt là nó cũng rất là hạt rẻ nữa. Mặc đi chơi Tết đi Noel đều xinh luôn. Rất là dễ mặc mà cực kỳ sang nha.